bà già vợ của anh chủ máy này bạn ơi, cũng là kim cò lúa với lại cò máy luôn, ở thợ kim nha các bạn. Rồi, chào các bạn người đang xem nha. Chết luôn. Máy cắt chuẩn bị lên phà. Đứng bên này thì không quay được bên kia, bạn thông cảm nha. Nhưng mà đứng bên kia thì không quay được bên này. Không có cầu quang mà. Trời bữa nay buổi chiều buổi tối các bạn. Cái gì nhỏ vậy? Sao cho mày kéo xuống lại hả? Rồi, chơi cho mày kéo xuống lại. Mới lên và cho mày kéo ở trong, nó cắt ở ngoài, trời. Không hiểu luôn. Thì cho máy kéo xuống chẹt chạy đi các bạn. Còn máy cắt thì lội trên ruộng đi sao. Này nó tại cái bến cái có cái cầu ở đằng kia nó hơi thấp các bạn. Máy cắt đi không lọt nên mới để máy kéo đi chứ. Máy cắt đi vòng qua đằng kia mới xuống phà. Cái cầu này thấy kỳ trời.
mỗi lần lên xuống là phải tháo rời nó không quá. Thì những cái mùi ở sao các bạn. Cô em đụng đâu, đụng cần cắt luôn à. Ồ, cần cắt rồi á. Nhanh lên. Đập cái đầu vô giờ nè. Rồi cái mũi chẹt ra sao tháo. Giở cầu đi, lên giở cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.